rất là xui xẻo luôn, Nick vừa bị mất một cái bóp tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Bây giờ thì ngồi ở đồn cảnh sát để đi khai báo nè mọi người. Rất nhiều và rất nhiệt tình, bây giờ gần 12 giờ đêm rồi. Cảm ơn rất nhiều, thank you so much. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở một cái chỗ mà không ai muốn tới, đó là ở trong một police station, là một cái chỗ của cảnh sát. Cô chú chị mình thấy là phía sau là cái chỗ làm việc, bây giờ đóng cửa nghỉ rồi. Nhưng mà Nick vẫn tới đây, bây giờ là gần 10 giờ đêm. Nick tới đây là vì phải đi khai báo đó. Nãy giờ đó là có người tiếp rồi. Nick đang ở một cái chỗ gọi là trạm cảnh sát ở bên Praha. Thì cái chỗ mà Nick đến ở đây là vì Nick bị móc một cái bóp ở gần đây thôi, xui xẻo luôn. Trong bóp thì có giấy tờ ID nè, rồi driving license, bằng lái xe, rồi giấy tờ xe và một ít tiền, mấy trăm euro, một ít tiền Việt vài triệu đồng gì đó trong cái bóp. Nói chung là trong cái bóp Nick để đủ thứ linh tinh trong đó rồi thì mất. Nick bỏ trong cái áo khoác đó. Nói chung mà vô nhà hàng ăn rồi để trong cái túi áo khoác mình móc ở trên cái ghế, cái chừng mà khó phát hiện gì hết trơn á. Nick không biết là lúc mà Nick có đi toilet hay là Nick có như thế nào, cũng không nhớ rõ lắm. Buổi trưa là sau khi mà một tiếng ở trong nhà hàng rồi, khách ở trong bóp thì cũng không quá đông, một số nhân viên ở trong nhà hàng đó, thì phục vụ thôi, một cái ổn cho đến khi mà Nick ăn xong đó, rồi đi ra ngoài, đi cái khu shopping gần đó, rồi mới vô cái quán cà phê để mua một cái ly sô-cô-la nóng. Khi mà định móc cái bóp, cái ví ra để cà thẻ tính tiền thì mới phát hiện là không có cái bóp. Thì lúc đó mới gọi là nghĩ là mình để đâu đó, mò hết các túi, cái áo khoác không thấy đâu hết. Rồi mới sực nhớ là chỉ có thể là có thể quên ở trong vật rớt ở đâu đó trong nhà hàng thôi. Tại vì chỉ có cái lúc đó là mới nhớ còn phát hiện cái bóp ở trong áo của mình. Và chỉ từ mới nhà hàng bước ra ít phút là vô trung tâm mua sắm rồi. Nên là Nick bắt đầu đi bộ lại, quay trở lại cái chỗ nhà hàng đó. Thì mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Đây, nó cầm điện thoại lên, thấy nhảy tinh 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 tinh. Rồi, cái thẻ tín dụng của Nick á, cái credit card của Nick là bị đang tính tiền, nhảy liên tục mấy cái luôn. Chết rồi, như là cái bóp Nick đã bị người ta lấy và thẻ đang cà ở đâu đó rồi. Rồi, Nick vừa đi về nhà hàng và vừa liên lạc về ngân hàng. Thì cái thẻ của Nick là ngân hàng ở Việt Nam mà, nên là Nick kiếm cái số để liên lạc về, mà trái bây giờ lúc này ngân hàng Việt Nam đã nghỉ rồi. Và cũng may là có một số nhân viên ngân hàng quen họ làm cho mình đó, thì Nick còn cái Nick Zalo thì Nick gọi về chat và hỏi. Thì chỉ là nhân viên mấy bạn đó chỉ cho Nick là đầu tiên là liên lạc một cái bạn kia làm thẻ cho Nick thì không có ngoài giờ, như off rồi không liên lạc được. Sau đó Nick liên lạc được một cái bạn khác cũng làm cùng chỗ đó, cái ngân hàng thì chỉ cho Nick là lên cái app, thì trong điện thoại của Nick là có cái sử dụng cái app đó, là lên đó có cái chỗ khóa thẻ đó. Thì sẵn tiện đây là Nick cũng nói cho cô bác anh chị mình biết là cái app bây giờ rất là quan trọng, mình có thể tự lên đó mình đóng mở thẻ của mình luôn. Thì bạn chỉ là chỉ cần lên app đó thôi, mà Nick thì lúc nào cũng có sử dụng internet wifi trong cái điện thoại của sim mà, cho nên là rất là dễ online và vào đó xem cái hướng dẫn, nhìn cái chỗ đó để mở hay khóa thẻ, Nick vào khóa thẻ liền. Nhưng mà chỉ trong ít phút đó mà đã có 6 lần nữa họ đã tính tiền trên cái thẻ của Nick rồi, rất là nhanh luôn mọi người. Và nó càm lần đầu chừng mười mấy giờ, sau đó lên mấy trăm mờ tiếp tục lên nữa, mấy trăm mờ luôn kênh gì đó.
nên là Nick khóa thẻ liền, và có bao nhiêu thẻ trong bóp Nick nhớ ngân hàng này ngân hàng kia, Nick có thẻ ACB nè, có thẻ ngân hàng nọ, là Nick lập tức vào khóa lại liền hết. Cho nên là mấy thẻ kia là không có, chưa bị vấn đề gì. Và sau đó tới nhà hàng thì hỏi, nói chung là cái người ở trong đó thì họ cũng không biết là sợ xui xẻo, không biết chuyện xảy ra trong nhà hàng của họ, thì họ cũng không có kiểu mà sốt sắng lắm. Mà Nick hỏi đúng cái anh nhân viên mà phục vụ lúc mà ở chỗ bàn Nick ngồi đó, thì anh nói là đi tìm, thì anh vô trong đó thì hỏi, thì mới thấy là một cái gậy selfie mà Nick hay đặt đây hay Nick chụp hình với phim á, thì nó họ nói là có tìm thấy được cái này nè, họ để cái bàn kế bên chỗ mà gần chỗ Nick ngồi, nhưng mà cái bóp thì họ nói là không thấy. Thì Nick nghĩ rồi, cái bóp của Nick nó đã, nếu mà bị rơi thì người ta nhặt được á, mà thì xui xẻo không phải nhân viên ngân hàng nhà hàng họ không nhặt, mà cái người khác nhặt rồi cưỡng đi mất rồi, và mới dùng nó để cà thẻ. Mà cái địa chỉ cà thẻ khi Nick hỏi nhân viên trong nhà hàng thì nó là chỗ này nè, mở chỗ này cách chỗ kia chỗ nọ nữa. Nick nghĩ ủa sao nhanh vậy, cái khoảng cách cũng cho dù có đi bộ nhanh cái nào cũng không thể là trong vòng 1-2 phút mà cà chỗ này cà chỗ kia được mà nhanh vậy. Mà cái thẻ đó là thẻ ngân hàng ở Việt Nam, rất là lạ ở Cộng hòa Séc này, ở Praha này. Nếu mà cái chủ cửa hàng đó mà nhìn cái thẻ chắc cũng có thể nghi, nếu mà người bên đây họ lấy hoặc cà đó. Cho nên là nó nghĩ hơi lạ. Và tại sao nếu mà nhà hàng nhặt được á, nếu mà họ tốt bụng họ giữ cho mình đó, hoặc là họ gọi cho mình, hoặc là mình sẽ trở lại, thì lần này không có cái bóp mà cái gậy selfie đó. Nếu, tại vì cái chỗ cái gậy selfie và cái bóp anh Nick để trong cái túi áo khoác bên trong cùng một chỗ luôn, cho nên là Nick hơi bất ngờ là cái gậy selfie nếu mà rớt ở đó người ta tìm được, nhưng cái bóp thì lại là không có, ai đó đã lấy đi rồi và đang dùng cái thẻ của Nick để tính tiền. Và sau khi kiểm nghiệm lại, Nick mới thấy là hay là nếu mà đi từ cái shop này qua shop kia nó xa vậy thì không thể nào mà trong vòng 2 phút có thể cà nhanh như vậy được. Cho nên là nó nghĩ chỉ có người nào đó là ứng dụng công nghệ như là ngồi online thanh toán. Thì Nick thấy là có thanh toán cửa hàng này, cửa hàng kia, trong đó có cửa hàng mỹ phẩm Sephora nè, rồi mua phim nước hoa đó. Rồi thấy cũng lạ, trong vòng 2 phút, 50 phút gì đó thanh toán online hết. Như vậy là cái người này nhặt được cái bóp của Nick, hoặc là cố ý tí, hay là vô tình hay cố ý, hay là có thể là trong lúc Nick sơ hở, có thể đi vệ sinh chẳng hạn, thì cái áo khoác này, lấy cái bóp được, Nick không biết là lấy hay là nhặt được, và rất là nhanh tay để lên mạng, và có ý đồ, nếu mà người tốt thì nhặt được mà trả lại phải không ạ? Mà cái này có ý đồ, cho nên là thẻ ngân hàng của Nick nghĩ là chắc là cầm ra ngoài mua trực tiếp là sẽ bị nghi ngờ, cho nên là sử dụng mua online để thanh toán nhanh như vậy. Nick thấy là ngân hàng báo rồi, cứ 2 phút 2 phút đó, cắt nhau 2 phút 2 phút, rồi sau đó ít phút nữa 5 phút gì đó, sau đó lại 2 phút 2 phút, cà liên tục 6 lần như vậy đó mọi người. Tổng số tiền mà Nick đã bị đó lên tới 17 triệu đó, may là Nick khóa lại kịp thời. Sau đó thì Nick thấy nhà hàng cũng không có giải quyết được gì hơn, mình định yêu cầu là xem camera như thế nào, nhưng mà thôi bây giờ không có nhiều thời gian, Nick sẽ hỏi chỗ mà cảnh sát ở gần nhà hàng nhất, chỉ thì đi tìm tới phòng này, người ta cũng hỏi thông tin, người ta còn mình trình bày, người ta đánh và người ta nói chung cũng tiếp nhận, Nick thấy cũng ok nè, rồi passport, giấy tờ nè, rồi những cái thông tin mình mất ở trong bóp như thế nào đó. Nhưng mà khai báo xong rồi, họ nói là khoảng chờ vài tiếng đi, họ sẽ tìm giùm cho, rồi có thông tin họ sẽ trả lời. Và lúc đó là Nick đang có việc mà Nick phải đi, cho nên Nick nói là không thể chờ hơn nữa, thấy là tốn nhiều thời gian quá, mà biết là nó tìm lại được hơn, một biết là Nick khai báo thôi, để như khi cần cái giấy đó về mình làm giấy tờ gì về cho dễ thôi. Và cũng nên khai báo khi mà mất, chứ không nghĩ là đi tìm lại được cái giấy tờ trong cái bóp đó, cũng như là không nghĩ là tìm lại được. Nhưng mà Nick phải đi, cho nên là Nick nói thôi, họ cũng đánh văn bản và nhập hết nhiều thông tin lắm. Sau đó thì Nick nói là thôi, Nick không thể tiếp tục được, là Nick phải đi để có việc. Thì họ nói là nếu mà khi khác trong ngày có thời gian tối cũng được quay trở lại.
để họ tiếp tục điều tra cho. Thì lúc đầu mới nghĩ là thôi kệ đi, bỏ luôn, bỏ là định bỏ luôn, cũng không muốn trở lại nữa. Thì nghĩ là thôi tiền mất rồi thì không sao, nhưng mà giấy tờ đó mong là người ta tốt thì người ta trả lại chỗ nhà hàng đó, mình nhờ nhà hàng liên lạc mình nhận lại thì mừng, nếu kịp để lấy thì mừng, không thôi thì khai báo này coi như là có là để làm thủ tục gì đó mọi người, chứ không nghĩ gì hơn nữa. Nhưng mà sau khi mà Nick rời khỏi rồi, Nick giải quyết công việc hết rồi, chiều tối rồi Nick về, Nick bắt taxi qua. Thì cái chỗ mà nơi mà Nick ở khách sạn đó, nhờ nhân viên gọi taxi buổi tối. Ở đây không phải như Việt Nam mình ra trước là taxi ào ào tới đâu, không, Nick không thấy xe nữa. Mặc dù khách sạn Nick ở là cũng không xa trung tâm, là cũng phố, đường, xe chạy đầy đó, kiếm mà không thấy xe taxi, là nhờ nhân viên họ gọi đi đâu, địa chỉ nào, họ cũng nhìn vô cái địa chỉ mà Nick chỉ. Họ giật mình mất đấy. Ủa có chuyện gì vậy? Sao họ đi tới chỗ sở cảnh sát? Nhóm nói là đang có sự cố. Cái họ nói chia sẻ cũng nhân viên khách sạn nói, wow, tôi hy vọng là không có chuyện gì xấu, tại vì tôi thấy cái địa chỉ này hơi lạ nè, nó cách khách sạn tới 5-6 cây số lận. Cho nên là họ nói hỏi Nick đủ thứ, rồi hỏi hang này kia, rồi Nick nói là đang bị mất cái bóp gì đó, giấy tờ gì đó, rồi chia sẻ đó, ô rất là tiếc, rồi họ không mong là có những cái sự cố lớn gì đang xảy ra đến với mình, rồi giúp gọi cho taxi, mà gọi taxi dừng 1-2 phút rồi taxi chạy tới rồi, rồi taxi cũng đưa Nick tới, nhiệt tình lắm mọi người. Tiền taxi mà Nick đi từ khách sạn tới chỗ mà sở cảnh sát á thì khoảng 250 kron thôi, là tiền của cộng hòa xét tính ra chừng khoảng 10 euro đó. Thì họ chỉ mình tới này nè, tới chỗ là ok, Nick vào và đúng cái chỗ hồi trưa Nick ghé rồi, nên Nick vào khai báo thì cảnh sát mà chưa tiếp chuyện đó vẫn còn trực ở đây, rất là may. Thì cái anh đó anh vô anh hỏi thêm, hỏi thông tin là anh có những cái bằng chứng nào không, những cái giấy tờ mình mất á, có lưu, may là Nick có lưu trong điện thoại, cho nên Nick là lật ra hết, và những cái thông tin mà cả thẻ của Nick đó, bao nhiêu lần mà tiền nó thể hiện bằng ngân hàng có báo tiền xét nè, khoảng thời gian nào, 1 giờ mấy, 1 giờ 12 phút, 1 giờ 14 phút, là khoảng cách giữa hai cái lần cà mất tiền đó, nó hiện ra hết rồi. Nên là cái họ kêu là chụp lại và gửi email cho cái cảnh sát ở đây nè, anh đó anh kêu gửi, anh gửi hết những cái thông tin cần thiết đó. Hay anh kêu ngồi chờ đi, thì họ chưa đã nói là chờ trong vòng vài tiếng để họ điều tra. Thì đúng là sau khi mà anh vào trong là anh điều tra liên lạc này kia kia đó, thì anh trở ra gặp Nick, có một thông tin mới cho mày đó, nói với Nick là một cái chỗ văn phòng cảnh sát khác á, khi mà ta liên hệ những chỗ khác á thì á, là đã tìm thấy một cái bóp, trong đó có một số giấy tờ, ta biết phải có mày hay không, nhưng mà đã có thông tin mới. Thì đó, Nick cũng rất là mừng rồi. Nếu mà là của mình, bây giờ thì Nick chưa có nhận được đâu, đang còn trong phòng cảnh sát nè. Đây, Nick quay cho mọi người xem. Đóng cửa nghỉ rồi. Gần 10 giờ đêm mà. Đó. Ở đây có một cái nhà vệ sinh nè. Để người ta trong lúc chờ làm việc là có thể đi nè. Rồi, đó. Một cái bàn ghế ngồi đằng kia, là cái chỗ bên trong đó, vào chỗ làm việc của phòng cảnh sát. Một số thông tin họ cảnh báo trên tường cảnh sát, mà lúc nào cũng có những cái thông tin để lưu ý nè, cái thấy bên tường kia là thông tin về tiền giả lưu ý nè, rồi những cái số liên lạc, rồi một số brochure, nói chung họ tuyên truyền, họ thông báo là những cái cần thiết của cảnh báo người dân đó. Thì ảnh báo là một chỗ khác đã có thông báo rồi, thì nhưng mà bây giờ trễ, người ta không làm việc, Nick không có qua đó được. Ngày mai nếu có thời gian thì tới đó, sẽ hai bên làm việc xong rồi Nick sẽ tới đó để nhận lời giấy tờ của mình. Thì Nick cũng thấy bây giờ cũng rất là may mắn, mình không nghĩ gì hết, nhưng mà họ làm rất là nhanh, và có nghĩa là cái người đó họ đã vứt ở cái bóp của Nick đó, ở đâu đó thì chỗ khác họ nhặt được, bên phòng cảnh sát khác họ nhặt được, họ giữ ở đó rồi, cũng thấy là vui, cũng rất là mừng. Nhanh hồi chiều là Nick nghĩ là thôi bỏ luôn, không định đi, nhưng mà đã có cái gì đó thôi thúc là Nick thôi kệ, ráng đến hoàn thành thủ tục để khai báo cái giấy tờ
cho xong và người ta cũng hồi trưa đó là người ta cũng nhiệt tình, là người ta muốn điều tra giúp cho mình, chỉ tiếc là tại mình không có thời gian thôi, lúc đó bận quá công việc nữa cho nên là không có thể ngồi chờ mấy tiếng để họ điều tra. Bây giờ thì có thông tin tôi thấy cũng rất là hay, cái chỗ mà sở cảnh sát mà Đức đang ngồi cái phòng này đó là một trong những cái phòng nhỏ thôi, tôi thấy là họ đánh giá có 3 sao mấy ở trên Google Google Maps đó. Thì họ chê gì tùm lum, họ đánh giá rất thấp nhưng mà nó thấy là không, họ tiếp đãi mình và họ làm việc cũng rất là nhanh, cũng khá là nhiệt tình nè. Trong vòng nửa tiếng bắt đầu lần thứ hai nó trở lại thì họ đã liên lạc và họ tìm được cái bóp đó, thì rất là mừng luôn mọi người, tại vì mất giấy tờ về là mất thời gian vô cùng, mất tiền bạc thì không nói gì mà mất giấy tờ về làm hết giấy này giấy kia rồi bằng lái xe nữa, mình lái xe mà không có bằng lái ra đường đâu có được phải không à. Rồi ID thì cần những cái giao dịch khác, thẻ ngân hàng thì nó khóa rồi, về thì không sao, về thông báo là ngân hàng làm lại thẻ thì mình cũng chưa cần thiết liền, cái đó thì dễ thôi, còn những cái giấy tờ khác đó bây giờ báo và tìm được thì cũng rất là mừng. Bây giờ chờ thêm một số thông tin nữa để họ điều tra thêm, có gì họ trả lời nữa tiếp tục nè, sau đó là hy vọng sáng mai kịp thời gian để mới đi qua cái chỗ kia để đi nhận lại cái bóp tiền của mình. Rồi, bây giờ chờ mấy tiếng là mới nhận được đóng giấy tờ nè, ký quá trời ký luôn, bản là giao cho bên cảnh sát giữ, bản là nó sẽ được giữ nè, tờ khai báo rồi những cái gì liên quan là nói chung họ viết bằng tiếng điệp khắc á, không có sách. Wow, dài một sớ luôn, quá trời luôn. Rồi cho nó cái địa chỉ của sở cảnh sát mà người ta tìm thấy được cái bóp mà nhận được đang giữ đó nè. Rồi cái viên cảnh sát có tên gì và hẹn giờ ngày mai tới đó. Nick sẽ lên đó nhận. Hy vọng là cái bóp của Nick đó là còn đầy đủ những giấy tờ cần thiết thôi. Còn những cái tiền thì chắc là người khác người ta lấy hết rồi. Hy vọng là chỉ cần đủ giấy tờ thôi là đã không phải đi làm lại cái cực rồi, vậy là vui lắm rồi mọi người. Quá trời. Đây, anh cảnh sát này nè, anh giúp cho Nick là khai báo đủ thứ hết rồi, rất nhiều và rất nhiệt tình. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi. Cảm ơn rất nhiều. Thank you so much. Thank you. Very fast and I cannot believe that you guys helped me to do it. I'm very happy to get the new information and you guys can find my wallet and I can get it tomorrow. Really appreciate so much. Thank you so much. Okay, you're welcome. Hope you come back one day and travel safe back to Vietnam. Okay? Thank you. Bây giờ Nick đang ra phía trước sở cảnh sát rồi. Police. Ra đây đón taxi về. Thì anh cũng rất là lịch sự rồi, nhắc nhở đón cho chiếc taxi, gọi cho chiếc taxi. Và xe cảnh sát đậu dọc phía trước sở cảnh sát này. Mặc dù là xui xẻo nhưng mà kết quả thấy cũng rất là ok, tốt đẹp rồi. Ngày mai đi nhận được cái bóp ví nữa là xong. Thì cũng khá là vui rồi mọi người. Đây, chờ taxi thôi. Bây giờ thì Nick đã lên taxi rồi. Taxi ở đây cũng tới rất là nhanh nha, trong vòng 2 phút thôi. À, bây giờ về sàn nghỉ ngơi thôi mọi người. Bây giờ là nửa đêm. Một cái kết thì Nick thấy cũng có hậu à. Mặc dù nó không trọn vẹn nhưng mà cái gì là khá ok rồi. Thôi về nghỉ ngơi thôi, sáng mai đi nhận lại cái bóp của mình. Đây, bây giờ chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn một cái tình huống mà Nick đã gặp phải tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc nhé. Bây giờ thì kia rồi, mệt đi về nghỉ. Chào tạm biệt quý cô bác chị và các bạn, hẹn gặp lại mọi người trong những dịp khác nhé. Xin chào tất cả các bạn chị và các bạn, chúc một đêm thật ngon giấc, bye bye.